Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Johnson Pleiku. Các bạn ơi, theo như mình được biết thì ở trên Tây Nguyên thì cũng có rất là nhiều các nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng, và mình cũng biết được những cái họa sĩ mà họ rất là yêu về cái âm nhạc, âm hưởng và những cái điệu múa nhịp xoang của dân tộc Tây Nguyên. Ở trong đó thì có cả những họa sĩ nữa. Thì họa sĩ Suman là người đầu tiên ở trên Tây Nguyên vẽ về những con người ở Tây Nguyên. Các bạn ơi, ở Tây Nguyên thì không thể không nhắc đến họa sĩ Suman, nhưng mà rất tiếc là họa sĩ Suman đã qua đời rồi. Và tiếp nối đó, đố các bạn biết đó là ai, mà một cái người rất là tâm huyết về Tây Nguyên và có rất là nhiều cái tác phẩm rất là giá trị và rất là giá trị, rất là đẹp nữa, dành cả tâm huyết của mình để mà sáng tác, để mà vẽ nên bức tranh của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đố các bạn biết đó là ai? Vâng, và đó là một họa sĩ nổi tiếng tên là họa sĩ Lê Hùng. Các bạn ơi, đây là dạ khúc tự tình của họa sĩ Lê Hùng, đã triển lãm và có 50 tác phẩm hội họa. Đây là lần thứ 3 mà họa sĩ Lê Hùng đã triển lãm tranh đó. Và có rất là nhiều những cái bức tranh nói về dân tộc Tây Nguyên, nói về sự ở trong này thì rất là nhiều những cái giá trị và cái bài vẽ khác nhau đó các bạn. Nào là giai điệu đại ngàn, nào là sắc xuân, nụ hôn của biển này, vũ điệu biển cá, nỗi niềm, tâm tưởng, cuộc tình và hoa cỏ lau, vũ điệu mùa thu, lời tỏ tình, miền cổ tích khoáng lặng, rất là nhiều những tác phẩm và được gọi chung là những cái giai điệu Tây Nguyên đó các bạn. Họa sĩ Lê Hùng có một cái trái tim rất là cháy bỏng với Tây Nguyên, và từ đó mà có thể vẽ nên, dệt nên những cái bức tranh rất là tuyệt vời. Và vô đó thì mình sẽ được gặp gỡ họa sĩ Lê Hùng, và họa sĩ Lê Hùng giới thiệu cho chúng ta biết về cái từng cái mỗi bức tranh á, nó có một cái ý nghĩa và có một cái sức sống Tây Nguyên mãnh liệt ở đó. Đó là lý do vì sao mà chú Lê Hùng là người Huế, gốc Huế, là người Huế luôn, và lại đến Tây Nguyên và gắn bó với Tây Nguyên, và bằng cái tâm huyết, cái trái tim của mình đã dệt nên những bức tranh cực kỳ tuyệt vời. Xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Khi mà mình thấy được cái đồng bào dân tộc ở đây thì mình thấy quái ở chỗ cái này này, tức là mặc dù cuộc sống đô hội nó rất là xô bồ, nhưng mà khi mình thấy đồng bào, mình thấy là một cái giá trị tinh thần của họ quá lớn, tức là cái tính nhân văn của họ quá lớn, tức là họ yêu thương nhau, họ đùm bọc nhau này, mặc dù rất khó khăn, họ yêu thương nhau, họ đùm bọc nhau này, họ sống chết cùng nhau này, và họ cùng nhảy múa cùng nhau này, vui cùng vui này, buồn cùng buồn này, mặc dù khó khăn nhưng họ vẫn là cứ lăn lộn với nhau. Thì đó là một cái nhân cách sống quá tuyệt vời mà bất cứ ai cũng cần phải học tập những người đó, cho dù anh có làm to và lớn, cho dù anh có làm gì đi nữa thì anh phải cố gắng học tập cái nhân cách sống đó. Vì những cái dòng đó là dài mãi hết toàn bộ, và cái đó cần phải học tập rất nhiều ở họ, và chúng ta cần phải luôn luôn rèn làm cho họ, và chúng ta lấy đó làm gương để mà sống, sống để mà yêu nhau, chịu để mà sống để yêu nhau, sống để cùng nhau mà lạc quan, sống để mà còn yêu nhau mà sống, sống để rồi mà hội tụ cùng nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn, có cái chất giang hồ quả lớn trong cái đời sống ở đây, cho nên mình cảm thấy mình thích những cái chất giang hồ đó, thích những cái chất anh hùng hào hùng đó. Các bạn ơi, họa sĩ Lê Hùng thì đã triển lãm, đây là lần thứ 3 rồi. Lần thứ nhất là vào năm 1997, lúc đó thì mình chưa có sinh ra. Và sau đó là 10 năm sau, nghĩa là năm 2007 thì mình cũng có nghe bố mẹ của mình kể thôi, nhưng mà mình chưa trực tiếp gặp chú họa sĩ Lê Hùng. Và đến tận mãi bây giờ là năm 2022 thì mình đã tận mắt chứng kiến và nhìn thấy những cái bức tranh viết về con người Tây Nguyên của mình á. Thì bản thân mình là người Gia Rai, mình rất là thích, và mỗi cái bức tranh nó đem lại những cái ý nghĩa rất là lớn, và ở trong đó thì nó có cái giá trị về giá trị văn hóa của người Tây Nguyên nữa, và người Gia Rai nói riêng. Thì mình nhìn vô mình rất rất là đẹp, và mình càng yêu mến chú Lê Hùng nhiều hơn, bởi vì chú đã sống hết mình, hết lòng với đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Đất này nó quá dị thương đi, quá hay đi, quá vô tư đi, quá văn hóa đi, cho nên mình cảm thấy mình thích và quyết định mình đi theo một đề tài này. Và có lẽ sau này dù sao đi nữa, nếu có nằm lại chắc chắn mình cũng nằm lại đến cái đất này. Các bạn ơi, chú Hùng nói là chú Hùng đã lớn lên và
theo cái sự nghiệp của mình rồi được người của con người Tây Nguyên cho ăn, cho uống, cho ngủ, cho nghỉ, rồi tất cả mọi thứ đã dệt nên một bức tranh đẹp và cho chú cái sự thành công ngày hôm nay. Thì khi mình vô thì chú rất là thương mình, giống như chú rất là quý. Người Tây Nguyên thì rất là chất phác, rồi rất là hiền lành, thật thà. Thì nói chung là qua những cái bức tranh đó đều cảm nhận được chú Hùng là một người rất là yêu Tây Nguyên và cảm nhận được cái con người của Tây Nguyên, nó cần cù, nó thân thiện, nó hòa đồng với lại thiên nhiên, và chính vì điều đó mà tạo nên cái tên tuổi của chú và tạo nên cái sự thành công bằng cái sự yêu quý, cái sự trân trọng, bằng tình yêu Tây Nguyên của chú mà đã cho chú cái sự thành công ngày hôm nay. Các bạn ơi, chú rất là thương mình và chú có nhắn nhủ với mình rằng là phải hết sức yêu rồi kính phát với Tây Nguyên. Nhưng mà mình cũng, bản thân mình cũng đang cố gắng, và nhất là phải bảo vệ cái giữ gìn truyền thống của người Gia Rai mình nhé. Thì các bạn Ba Na thì như thế nào mình cũng không biết, mỗi cái dân tộc, mỗi cái đồng bào nó có cái văn hóa, phong tục tập quán riêng, nhưng mà mình muốn là người Gia Rai của mình phải giữ cái truyền thống của mình, phải giữ cái văn hóa của mình, nhất là cái trang phục truyền thống đó các bạn. Các bạn ơi, những cái tác phẩm của chú Lê Hồng triển lãm ngày hôm nay là cùng có 50 tác phẩm dạ khúc tự tình, nhưng mà ở trong đó khi mình đếm hết thì có 51 tác phẩm, và một tác phẩm là chú vẽ về cái chân dung của chú Lê Hùng á các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tâm sự của chú Lê Hùng khi mà khắc họa nên cái chân dung của mình nhé. Trong cuộc đời người thì người ta cũng hay bị chân dung từ ngoài về mình. Nhiều lúc mình muốn soi lại mình, mà thực là như thế nào, mình là ai, cho nên mình muốn về lại mình để mình ngắm, mình phải mình là đây là ai, và người này có làm được việc gì cho xã hội chưa. Mình nên về chính mình, không giống như xưa gương, mà phải là để mình quay tự là mình là ai. Đêm trăng Tây Nguyên là đẹp lắm, ai từng chứng kiến được cái đêm trăng Tây Nguyên mình thấy được nó lung linh như thế nào. 50 tác phẩm dạ khúc tự tình của chú Lê Hùng thì đều nói về Tây Nguyên từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi cái, nhưng mà mình ấn tượng nhất là cái bức tranh mà vẽ về một người mẹ đang cho con bú, thì mình nghĩ đến người mẹ của mình, xong rồi mình cảm thấy cái bức tranh đó nó rất là in sâu vào trong trái tim của mình. Xong rồi sau này qua cái bức tranh đó, người mẹ đã dành hết tình yêu cho con và sức sống rất là mãnh liệt ở trong đó, và cũng giống như sau này là sẽ nuôi nấng con cái cho nó lớn lên trưởng thành. Các bạn ơi, mình thấy nhà thơ Văn Công Hùng, Hội Nhà văn Việt Nam tại Gia Lai cũng nhận định về chú Lê Hùng. Bây giờ mình đọc cho các bạn một cái nhận định đó nha, video mình thấy rất là hay. Vẫn phong cách ấy, nhưng anh có sự liên tưởng rộng hơn, đời thường hơn và ám ảnh hơn. Như những nhát cắt đầy những bộn bề, nhưng cứ kéo ta vào vùng hoan lạc, vào những nỗi buồn thoáng hiện, những trong veo cảm xúc, những ngẩn ngơ, bất ngờ. Đó là những câu mà mình cảm thấy tâm đắc đó các bạn. Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào thì hãy bình luận. Các bạn ơi, mặc dù là chú Bùi Công Vinh không phải là một nghệ sĩ, một nhà báo, nhưng mà chú rất là thích, rất là yêu những cái bức tranh của chú Lê Hùng các bạn ạ. Và tôi mến thương, mến yêu cả gia đình của nghệ sĩ. Các bạn ơi, dạ khúc tự tình, các bạn hãy đi theo Xuân để xem chú chọn cái bức nào là cái bức mà nói về cái dạ khúc tự tình các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng và vì sao chú lại chọn đây là dạ khúc tự tình nhé các bạn. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Các bạn ơi, chú Lê Hùng chia sẻ về cái quan điểm của nhiếp ảnh và họa sĩ thì các bạn theo dõi nha. Xin nói với các bạn rằng là nhiếp ảnh và hội họa là hai nền song sinh. Suy tưởng của hội họa sao thì suy tưởng của nhiếp ảnh nói như thế, ý tưởng và suy tưởng của hai nghệ sĩ đó là giống nhau. Các bạn ơi, chú Lê Hùng đó là khẳng định rằng là nếu mà sống mà không có tình yêu thì vứt đi, mà nếu các bạn ngẫm thử xem câu này có đúng không nha, bởi vì bản thân mình cũng cảm thấy rất là đúng, bởi vì chúng ta sống để được yêu và yêu là để được sống. Để bảo tồn được cái giá trị về vật chất thì chỉ có tình yêu mới bảo tồn được giá trị vật chất thôi. Khi người ta yêu nhau, người ta mới tha thứ cho nhau. Khi yêu nhau, người ta mới cùng nhau để làm ra tiền, rồi để cho rồi ngày mai. Người ta yêu nhau, người mới nghĩ đến tương lai.
con thì không có yêu nhau là không nghĩ đến những chuyện đó. Và cái tình yêu nó rất tuyệt vời, cho nên hôm nay là trong cái bộ tranh của tôi hôm nay đề tài tình yêu rất nhiều, bởi vì tình yêu là cột lõi của một gia đình. Tình yêu là xóa bỏ mọi ranh giới. Tình yêu là tuyệt vời. Con người mà không có tình yêu thì xem như vứt. Cũng nhận định với chú Lê Hùng, đó là người lữ hành với khát vọng ba gian. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng đi xem phòng tranh chú Lê Hùng nha. Và mình rất là yêu mến chú Lê Hùng. Của người Tây Nguyên. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, share hoặc là comment và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bunny Vi Phăng.